Xin chào anh em, hôm nay xin test cho anh em cặp còi màu đỏ là thương hiệu Horse đó Tire. Đây thì một cặp nó có như đây, tần số là 410 Hz và tần số của bên 2 nè là 510 Hz nè anh em. Đó, dây nhựa mình đấu sẵn rồi, bây giờ là có công tắc thì mình bóp cho nó, anh em nghe thử tiếng thử nha. Tiếng nghe rất rõ nha nè, tiếng là còi xe tải nghe rất rõ. Cảm ơn anh.